Hai đứa cho chú hỏi, làm sao con có tượng này vậy? Dạ của mẹ con. Là của mẹ con sao? Không, là mẹ nuôi thôi. Vậy mẹ nuôi con bây giờ đang ở đâu vậy? Dạ ở đằng kia kìa. Anh Nghĩa. Là em đây sao? Thôi, đến giờ em phải đi rồi. Tạm biệt anh nha. Vì à? Em đừng rời xa anh nữa có được không? Anh là người rất tốt. Là em không xứng đáng với anh. Như những gì mà em đã vô tình gây ra cho người khác, em không muốn liên lụy tới anh. Vì à, tất cả đã là quá khứ rồi. Nếu thực sự có nhân quả tuần hoàn, anh nguyện cùng em gánh chịu. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ lựa chọn được ở bên cạnh em, cùng em giữ lấy hạnh phúc của tụi mình. Chào người ngọt ngào chua xót thương đời.